Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phú Quý Tài Lộc trực thuộc công ty Phong Thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi thông tin hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong Thủy Thế Giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Lấy vợ tuổi này, đàn ông nghèo cỡ nào cũng giàu lên trông thấy, tiền bạc kéo vào ầm ầm. Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, vượng phu ích tử là cụm từ dùng để chỉ những người phụ nữ đảm đang tháo vát, biết chăm lo quán xuyến mọi công chuyện trong gia đình và vun vén cho mái ấm ngày càng hạnh phúc, sung túc, đủ đầy. Người vợ này sẽ trở thành hậu phương vững chắc để sự nghiệp của chồng phất lên như diều gặp gió, vạn sự hành thông hưng vượng, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Và theo chia sẻ của các chuyên gia về tử vi số mệnh, thì trong 12 con giáp, có 4 con giáp nữ đặc biệt rất tháo vát thông minh nên thường chiếm thế thượng phong trong gia đình. Họ biết lo liệu chu toàn việc nước việc nhà, khiến chồng con nể phục, thiên hạ ngưỡng mộ trầm trồ. Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu xem đó là những con giáp nữ nào mà tài giỏi đến như vậy nhé. Và dù bạn có may mắn nằm trong danh sách này hay không, thì Phú Quý Tài Lộc vẫn muốn chia sẻ đến quý vị một bí quyết để chiêu dụ phúc lộc cho chính bản thân mình. Bạn hãy tham khảo bộ tam phẩm chư tà do chính tay Master Phùng Phương thỉnh từ Tây Tạng và khai quang trì chú để hóa hung thành cát, cải thiện tài vận. Sau bộ tam phẩm chư tà số lượng có hạn, nên các bạn hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0984024021 để được thỉnh. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Lấy vợ tuổi này, đàn ông nghèo cỡ nào cũng giàu lên trông thấy, tiền bạc kéo vào ầm ầm. Bạn thân mến, đã bao giờ bạn nghe người ta truyền tay nhau về việc người đàn ông này lấy được cô vợ kia là phúc đức ba đời hay chưa? Có những người phụ nữ sinh ra đã rất kỳ lạ, họ có nhan sắc trung bình nhưng lời nói như thét ra lửa. Họ có giác quan thứ 6, hễ nói gì cũng đúng. Sau hôn nhân, họ nghiễm nhiên trở thành người quán xuyến mọi việc trong nhà. Ở họ toát lên một khí chất khác biệt, khiến chồng con đều nể phục. Mọi việc đến tay họ đều xong xuôi một cách đơn giản, gọn nhẹ và dễ dàng. Vậy nên dân gian gọi đó là những người vượng phu ích tử. Lấy những người vợ tuổi này, chỉ cần chồng biết lắng nghe vợ là mọi chuyện trong nhà đều sẽ đâu vào đó, được thu xếp ổn thỏa chỉ trong tích tắc. Thứ nhất là cô nàng tuổi ngọ. Người tuổi ngọ vốn mạnh mẽ, phóng khoáng là vậy, nhưng sau khi kết hôn, con giáp này lại trở nên đảm đang đến kỳ lạ. Việc trong nhà, ngọ lo toan tất tật, khiến chồng nhàn hạ và yên tâm lo cho sự nghiệp. Đàn bà tuổi ngọ mà có chồng biết nghe lời thì gia đình giàu cực nhanh. Họ có cái nhìn sâu sắc và tinh tế, rất giỏi chiều lòng những người xung quanh, đặc biệt là chồng con, nên đa số tuổi ngọ đều được chồng cưng chiều. Trời ban cho ngọ vượng khí rất lớn, chồng chỉ cần biết nghe lời thì tài vận sẽ càng dồi dào, dễ thăng tiến. Thứ hai là cô nàng tuổi Dậu. Nếu như đã lấy vợ tuổi Dậu thì đàn ông xác định nên ngoan ngoãn nghe lời, không phải bởi họ ghê gớm mà là vì nghe lời họ thì chỉ được lợi mà thôi. Phụ nữ tuổi này vừa sắc sảo vừa tự tin, họ sâu sắc đến mức chồng không thể ngờ tới. Đôi khi có những việc chồng đang phân vân thì họ đã tìm ra cách giải quyết mất rồi. Dậu có tính tình hơi thất thường, dễ vui dễ buồn, nhưng cũng không gây hại cho ai. Chồng chỉ cần hiểu và thông cảm thì cả đời sống trong nhung lụa đó nhé. Hầu hết tuổi Dậu đều vượng phu ích tử,
nuôi con thì con giỏi, chăm chồng thì chồng thành đạt. Đặc biệt, sự kết hợp ăn ý giữa tuổi Dậu và chồng sẽ tạo cho gia đình một nguồn kinh tế dồi dào. Trước những quyết định gì, chồng nên hỏi người vợ tuổi Dậu của mình để mọi thứ suôn sẻ và thuận lợi nhất. Chắc chắn lời khuyên của họ chỉ có chính xác mà thôi. Thứ ba là cô nàng tuổi Sửu. Bạn cũng biết đấy, đàn bà tuổi Sửu cầm tinh con trâu vốn thật thà, chịu thương chịu khó, nhưng lại nóng tính vô cùng. Nhưng các ông chồng nên hiểu cho họ nhé, chỉ vì cả giận mất khôn mà thôi. Sau cơn giận dữ, Sửu là một người vợ tuyệt vời. Họ chấp nhận dành hết những điều tốt đẹp cho chồng con, nhịn ăn, nhịn mặc để chồng con có thứ xa xỉ nhất. Ẩn sau vẻ ngoài bình thường của phụ nữ tuổi Sửu chính là phúc khí bùa vây. Họ có khả năng truyền may mắn cho người thân, đặc biệt là chồng. Anh nào có vợ tuổi Sửu thì cứ ngoan ngoãn nghe lời vợ đi. Dăm ba năm là gia đình giàu sụ, tiền tài tự tìm đến, không đi đâu mà thiệt. Thứ tư là cô nàng tuổi Mùi. Bật mí với bạn rằng, đàn bà tuổi Mùi mà có chồng biết nghe lời thì gia đình giàu cực nhanh. Nhìn bề ngoài, Mùi đơn giản là thế. Ít ai biết Mùi có số mệnh vượng phu ích tử vô cùng. Từ khi lấy Mùi, đảm bảo chồng có nhiều sự đổi mới trong sự nghiệp. Mùi hiền lành, thật thà, nhưng phải cái nói nhiều. Nhưng chồng ít khi nói lại được, vì vợ nói gì cũng chuẩn. Mùi quản lý chi tiêu không ai bằng, giỏi chăm con, khéo chiều chồng, nên nội ngoại ai cũng mến. Nhờ phúc khí của Mùi mà chồng ngày càng thành đạt, thăng tiến ầm ầm. Quý vị thân mến, người xưa thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng quan niệm của người thời nay lại khẳng định rằng làm nên một mái ấm hạnh phúc cần rất nhiều sự cố gắng của người đàn ông, trụ cột gia đình, chứ không riêng gì người phụ nữ đâu các bạn ạ. Đức ông chồng càng yêu thương và biết quan tâm chăm sóc vợ con thì gia đình càng êm đềm hạnh phúc, tài lộc dồi dào. Và đặc biệt hơn cả, có 5 người đàn ông thuộc con giáp dưới đây, họ luôn coi trọng gia đình và nâng niu người vợ của mình. Nhờ vậy mà sự nghiệp không ngừng thăng tiến, cơ đồ thịnh vượng. Xin mời quý vị cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Cùng với đó, bạn cũng có thể tham khảo bộ tam phẩm Chư Tà do chính tay Master Phùng Phương khai quang để hóa giải xui xẻo trong cuộc sống và xua đuổi tà ma chướng khí. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0984 024 021 để được thỉnh. Thứ nhất là người đàn ông tuổi Dần. Mới nhắc đến đàn ông tuổi Dần, ai cũng nghĩ họ hổ báo và vô cùng lạnh lùng. Quả thật không sai, dù lúc nào cũng cằn nhằn hoặc dễ nóng nảy lớn tiếng, nhưng nói về việc bảo vệ vợ con thì tuổi Dần nhận hạng 2, không ai dám nhận hạng 1. Một khi đã kết hôn, tuổi Dần dành hết tình yêu thương cho gia đình nhỏ, không chỉ là ngày 1, ngày 2 mà sẽ tăng theo từng ngày. Đàn ông tuổi Dần có phúc phần cưới được cô vợ biết lo nghĩ, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Bên cạnh đó, cô ấy còn có nhiều cách để giúp bạn vượt qua khó khăn trước mắt. Có thể nói, vợ của bạn là người phụ nữ văn võ song toàn. Nếu nghe lời vợ, bạn sẽ có cuộc sống không cần lo nghĩ, an nhàn, tiền tài cứ đổ về ầm ầm, khiến nhiều người ganh tị. Thứ hai là đàn ông tuổi Sửu. Bật mí với bạn rằng người đàn ông tuổi Sửu rất xem trọng và chiều chuộng vợ. Cũng nhờ vậy, bạn có cuộc sống an nhàn, có của ăn của để, không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì.
vợ bạn rất biết cách dung hòa các mối quan hệ, luôn đưa ra những hướng giải quyết tốt đẹp cho công việc của bạn. Gia đạo của bạn luôn tốt đẹp, vợ chồng thuận hòa, con cái ngoan ngoãn học giỏi. Nhờ phúc khí của vợ nên sự nghiệp của bạn lên như diều gặp gió, cả đời sống trong nhung lụa không biết cực khổ là gì. Vì vậy, bạn đừng ngại lắng nghe những lời vợ nói. Điều đó sẽ giúp ích cho công việc lẫn tài chính của bạn càng vượng phát. Thứ ba là người đàn ông tuổi Mùi. Theo các chuyên gia tử vi học thì đàn ông tuổi Mùi là người sống có trách nhiệm, không bao giờ khiến vợ phải chịu buồn tủi khổ cực. Chính vì biết cách yêu thương, trân trọng bạn đời mà chàng Mùi luôn được vợ chăm sóc chu đáo. Gia đình của đàn ông tuổi Mùi ít khi phải trải qua sóng gió, vợ chồng hòa thuận, đồng lòng làm giàu. Vậy nên sau khi kết hôn, sự nghiệp của Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió. Thứ tư là người đàn ông tuổi Thân. Đàn ông tuổi Thân luôn lạc quan, vui vẻ, thích cuộc sống tự do, tự tại, năng lực làm việc xuất chúng, nhưng có đôi khi lại thiếu sự bền vững. Người tuổi Thân sẽ lấy được một người vợ rất tốt, cho dù họ không tài giỏi khéo léo, nhưng cô ấy chính là thần tài của cả nhà. Tuổi Thân nên biết trân trọng. Nếu để ý, người vợ chính là người gánh hạn thay tuổi Thân rất nhiều lần, thậm chí còn là thần hộ mệnh bảo vệ tuổi Thân. Nếu đàn ông tuổi Thân thu hồi lại những ham thích và chơi bời trước khi kết hôn, một lòng yêu vợ, thì gia đình sẽ càng đầm ấm, tài vận cũng vô cùng khả quan. Càng yêu vợ thì càng dễ phát tài. Đây chính là đạo lý gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh. Thứ năm là người đàn ông tuổi Tỵ. Sách tử vi con giáp có nói, đàn ông tuổi Tỵ khôn khéo, thông minh và biết cách xoay chuyển tình thế. Họ biết cách đối nhân xử thế nên được lòng người. Có được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, cấp trên nên đường công danh rộng mở, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Tuy nhiên, sau khi kết hôn mới là thời kỳ đỉnh cao giúp sự nghiệp của con giáp này hưng thịnh. Nhờ có người vợ tâm đầu ý hợp, biết cách quán xuyến việc nhà, quản lý tài chính, nên Tỵ sẽ càng giàu sang, thịnh vượng. Quý vị thân mến, thuận vợ thuận chồng, tát bể đồng cũng cạn. Khi người đàn ông biết lắng nghe, cảm thông và thấu hiểu thì người phụ nữ cũng sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình và biết cách chăm lo quán xuyến mọi việc sao cho chu đáo. Từ đó gia đình sẽ ngày càng khấm khá, phúc lộc tràn đầy, vạn sự hanh thông. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo bộ tam phẩm Chư Ta do chính tay mắt Tước Phùng Phương khai quang để hóa giải xui xẻo trong cuộc sống và xua đuổi tà ma chướng khí. Do bộ tam phẩm Chư Ta số lượng có hạn, nên các bạn hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0984024021 để được thỉnh nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.